Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác một cái chiếc máy xay thịt hoa quả mới tinh nguyên hộp. Con này em bán là 1.9 triệu nhé. Giá 1.9 triệu, mới tinh chưa sử dụng. Đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng. Hàng nhập sử dụng điện 100V này. Nguyên thủng xô các bạn nhé. Đây, tất cả những cái thiết bị thìa hiếc này của nó thì đều chưa bóc ra để dùng. Này có một cái đầu gì thì cắm này. Đây là cái lắp đút vào đây. Một chiếc máy xay thịt mới tinh. Có cả những cái lưỡi. Lưỡi này chắc là khả năng là bào hoa quả hay là gì đó. Mới tinh các bác nhé. Đầy đủ hết phụ kiện. Các thứ bóng thú sơ cua này mình biết nhiều này. Sơ cua mà đống thứ bóng. À, tức là cái máy này có thể xay cả gọi là xay cả hoa quả các bác nhé. Ép hoa quả. Đây, cái này là ép hoa quả xuống. Có cả lưỡi nhựa để xay ruốc này. Lưỡi nhựa nhé, lưỡi nhựa xay ruốc. Nguyên xốp. Đây các bạn nhé, lưỡi này lưỡi xay thịt này. Lưỡi xay thịt siêu sắc luôn, sờ vào vẫn đứt tay ngay đấy. Mới tinh chưa sử dụng. Đây là cái phần lưỡi này thì đây có cái phần lưỡi. Lưỡi này chắc là để dùng xay thịt. Lắp vào đâu? Cái này các bác nào mua thì nghiên cứu để lắp nhé. Đây là cái lắp của nó này. Khi mình dùng lắp thì phải cho vào cái ngạnh này. Chờ tôi 1-2 phút để tôi quay nó là kêu. Cắm điện 100V các bác nhé. Đây này, các bác khi lắp vào cho vào cái ngạnh này. Và ngạnh khớp này thì bấm nghe nó chạy nhé. Khi mở thì xoay cái này ra. Có cả lưỡi nhựa này để mình xay ruốc nhé. Xay ruốc bị nát vụn. Cái bộ phận này thì là đây. Phần này nó cứng ra này. Mình phải chắc là phải dùng cái thiết bị gì đó này. À. Đây các bác thấy nó có cái trục này nhé. Đây này. Này để xoay cái lưỡi này vào nhé. Đây các bạn nhé, trục này để xoay cái lưỡi vào đây này. Đấy, nói chung là nó thiết kế như vậy. Các bác nào mua thì sẽ nghiên cứu mày mò thêm. Cái này em bán là 1.9 triệu các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.